Đây, chim gì bay dưới là đẹp chưa kìa. Lập. Chào cả nhà nhé, hôm nay cuối tuần nên cả nhà mình cùng nhau đi ra ngay bờ hồ của gia đình để nướng cá nướng thịt, để thưởng thức cái món nướng cùng đại gia đình nhé. Và xin mời cả nhà hãy cùng mình đi thưởng thức thử món nướng nhé. Đây, cả nhà đang nướng cá ở dưới kia nhé. Xin mời cả nhà chúng ta đi cùng nhau đi xuống nào nhé. Nào, mời mọi người đi xuống này. Xin mọi người hãy xem con này. Đấy là cho mọi người xem cái view cảnh nha. Đây là nhà thằng em. Đây là nhà thằng em đó. Thằng em có cái view hồ nhà. À, nhà ở view hồ rất là đẹp. Này, view cảnh. Đây, nhà ngay bờ hồ luôn. Xây đang xây dựng và làm thêm các cái tiểu cảnh để trở thành giống như là một cái homestay vậy ạ. Em rửa cho nhìn cho nó hấp dẫn. Nào, hôm nay mời cả nhà ăn cái món nướng này. Ba món nướng này, ba bốn loại luôn. Đầu tiên là cá lóc. Thứ hai là chim cuốc này. Ba là thịt. Và cả trứng. Trứng cút. Trứng cút là trứng cuốc đây à Ngọc? À, là vậy là trứng cuốc. Đây này, đại gia đình đi xuống bên bờ hồ. Mấy cô xinh xinh quay nhiều vào. Cả nhà. Đại gia đình hôm nay đi view hồ để mày lấy đồ ra đi mà. Nãy Bồn có bạn xuống tìm á. Đây, cái view bên bờ hồ luôn này. Mỗi người đi mỗi nơi ha. Thằng con má nhà nữa. Con má cũng dài mà. Đây, cả nhà đang ăn đồ nướng này này. Chào cả nhà nhé, rất vui được gặp cô chú những bạn trên YouTube của Dương Vlog nhé. Dương Lập Vlog. Xem cái lòng ngon chưa? Thay lòng đi. Thay lòng mềm đi. Buồn lòng nữa mà. Này gọi là dồi sụn hay là lòng? Dồi bắt đầu. Chú Lập đâu? Chú Lập là người nào? Chào các bạn nha.
chi nó ăn thịt từ chứ. Đổ hồ thì giặt áo đồ thôi chứ có gì đâu mà. Rồi nha. Đó, nó hết cái này đúng không? Đồ vỡ lòng ngon kìa. Như là bánh đúc. Bỏ lá vô cái bình đây mời cả nhà nha. Bỏ lá vô này nè. Trong này để thiếu này cho chị Ngọc Bình Long. Bánh đúc. Này mấy đứa bỏ ra đây cho mấy người lớn ăn nè. Người nhỏ ăn ghê thiệt đó chứ. Thôi người nhỏ làm lon bia đi. Người nhỏ ghê quá. Lâu lắm rồi mới xuống hồ đã chiến thắng ha. Này cái lá hứng, cái lá đâu? Đây đây xuống miết. Làm mà bài bản là xuống miết rồi nha. Bây giờ liên lạc chiến thắng. Rồi mời cả nhà nhé. Chiến thắng là bài hả? Mời cả nhà cùng thưởng thức cái món nướng nha. Đây, thịt heo nướng thêm cháy thêm tí rồi. Ê ê, bớt, 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 bớt giỡn. Nước chấm nè. Quăng tới đây. Quăng tới đây để ăn bằng. Nước chấm mà toàn ớt không này. Ừ. Qua đã. Nổi chưa? Đây. À, cái này thử tay nghề của Ngọc Hà đấy. Tay nghề Ngọc Hà nướng nó nổ bì rồi thấy không? Đâu cần học đâu đúng không? Quá đẳng cấp. Ở phía bên đằng kia người ta đang câu cá đấy đúng không? Ồ nhìn đằng xa xa rất là đẹp nhỉ. Cái này là cái view cái hồ view hồ của Vũ Rum Đạt Lý đây, của kênh YouTube Vũ Rum Đạt Lý. Vâng, video mình đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo nhé. Nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Mình cảm ơn nhé. Xin chào.